Waiting. I'm so busy and tired and sleepy. No problem. Thank you. Okay, last time we stopped at the conversation, right? And conversation between someone, I don't remember. The comedy, you know. So this time, let's get into what we have to learn. So here, do you remember, em có nhớ là German là gì không? Nhật Bản ạ. German, chẳng phải Japan, German. À, Đức ạ. À, okay. Đức à, hay? Đâu? Đức, nhưng mà người Đức hay là nước Đức? German là người Đức. That's nước right. Đức là Germany. That's right. Dạ, đó là sự hiếm hoi trong làng các quốc gia mà nó có cái tính từ đó, nó lại ngắn hơn cái danh từ nha. Thường thì cái tính từ nó sẽ dài hơn cái danh từ. Đó, nhưng mà cái này là hàng hiếm. So, here we have a list of countries. Can you realize, do you recognize all these countries? Em có nhận ra hết mấy nước này không? Sweden là? Sweden. Thụy Điển đó. À, Thụy Điển. And United States, yeah, Israel, rồi, France, France, okay, Georgia, Finland, phần cái gì đó, Turkey, Spain, Spanish. Tây Ban Nha. Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ. Poland là Hà Lan hay sao? Hà Lan. Ba Lan. Poland. Hà Lan hình như là Dutch lady á, là cô gái Hà Lan á, còn danh từ của nó là cái gì á chị quên rồi. Rồi. And Azerbaijan gì đây, Germany nè. Còn mấy nước mà theo Ukraine nè, mấy nước support Ukraine ha. Còn mấy nước support Russia là trong có Iran nè, Quỷ sứ, cái đám khủng bố, India, Ấn Độ, India cũng theo China thôi. Rồi Egypt, cửa hàng Song Ninh ấy. Cửa hàng Song Ninh á. Cái gì nhỉ? Ai? The Nile River. Nile River ở đâu? Sông Ninh ở đâu? Nile River. À, Sông Ninh ở đâu? Nữ hoàng gì đó, chuyện nữ hoàng gì đó. Ai Cập á. Ừ, nó đó. Nile River đó. Đây là Sông Ninh đấy. Trời ơi, ngày xưa chỗ này là chỗ của con Caron nó tắm nè, nhớ không? Đây là Caron nó xuất hiện ở đâu đó, ở vòng vòng khúc này nè, em có nhớ không? Đấy. Không, đừng hỏi em mấy cái này. Đó là một con dở hơi. And Armenia là nước nào? I biết Greece là mình có sữa chua Greek á. Cứ chưa Greek Hy Lạp. Nổi tiếng, right? Hy Lạp. Nó gọi là Greek yogurt, là của từ Greece ha. Đấy. Greece là nước nó đó. Đấy. And mấy đứa anh Kiên hay biết mấy này đó. Rồi Slovenia. Chị không hiểu tại sao I'm always on a diet, but I'm always chubby. You know, I go diet the whole year, but I'm always chubby. Lúc nào cũng tròn tròn lẳng lẳng hết em mà, buồn lắm em mà. Là chubby ha. Chubby is so cute. Thôi, thank you. không tới mức này. Mức này đối với chị là đã mập rồi, chứ không phải chubby nữa. Đấy, đây là fat rồi chứ không phải chubby nữa. chị ốm hơn khúc này nhưng lại không bằng khúc này. Đấy. Buồn thế. Rồi, ok. So now you have to match the typical dishes with the adjectives, huh? And then make sentences.
So here we go. We have first of all, curry. You have Indian. That's the Indian food. Snails. Where is it from? Snails là gì các em? Snail ốc That's sên right. Snails. okay. Right. Snails from. Em Google thôi mà em vẫn chưa nối hết luôn ấy. Tại vì có Snails. mấy cái không biết không biết. I got snails from which country, right? Do you know where? Snail is an I don't is French Yeah, dish. French dish. That's right. Yeah, snails. I don't know why. Maybe it's famous there, but in Vietnam, snails is very common, huh? Very popular. Snails are very popular. Nothing special. Chả có gì đặc biệt luôn á. Rồi. And sushi dễ quá rồi ha. Spaghetti cũng dễ nốt. Goulash. What is it? Hungarian dish. Really? Wow. Hungarian dish. What's it made of? Hungarian. Huh? What is it made of? Nó làm bằng gì vậy? Món thịt hầm với rau. Yes. Meat, stew meat with veggies, huh? Stew meat. 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 Mixed with veggies, huh? Thịt với rau củ đúng không? Stew meat with vegetables. Still. Stew meat with vegetables, you know. So that is but what kind of meat? Beef, pork, or chicken? A lamb? Lamb? Lamb, lamb, Là lamb là cái gì nhỉ? Lamb. Là thịt cừu. What kind of meat? Meat cái kiểu gì It em? was... Không biết thịt gì luôn. Chắc là thịt cừu đấy, Hearty lamb. vegetable beef stew. Hearty vegetable beef stew, nghĩa là thịt bò hầm rau củ rất là hạnh rất vui vẻ ha, vui vẻ kiểu vui vẻ, nhưng mà nó dịch không vui rồi nó dịch bình thường. And alright, hamburgers from Hamburger American à? Yeah, I guess so. Paella là gì vậy? Pi là cơm rang là Spanish, Tây Ban Nha. Wow. Yeah. Rice, right? Fried rice. Fried rice. Đúng không? Paella fried rice. Đấy. Còn cái chữ recipe này là công thức nha. Recipe. Interesting, right? Recipe. So in Vietnam we fry rice with seafood, eggs or sausage, lạp xưởng hoặc là cái gì đó. Cái gì đó. Seafood. Hoặc lạp xưởng. Yeah, vẫn kêu nó là sausage. Right. Sweet and sour chicken. Anh nhắc phải là Korea mới đúng nhỉ? Korea cũng được mà China cũng được mà đúng không? Nước nào chẳng có cái món này. Nhưng mà thường thì mình thấy nhiều nhất là Korea ha. Sweet and sour chicken. And okay, so do people usually have business breakfast? Now asking about UK business people. Do you have business breakfast? It means breakfast like a business woman. I don't know what it's like. So do you have business breakfast as a business woman? Do you? I have breakfast with yogurt and Yogurt fruit and and fruit fruit and fruit. and
granola, À, granola. quên cái hạt đấy gọi là hạt gì nhỉ? Thế nói chung là nuts đi. Tóm lại là nuts. À, mixed nuts. Đấy. Mixed nuts. À, hạt tròn đúng không? Cereal. Cereal, Cereal. cereal, À, cereal. cereal là ngũ cốc. Nhưng mà nó cũng không chính xác là ngũ cốc. Tại vì nếu mà ngũ cốc á, thì nó phải là nhiều loại ngũ cốc cộng lại. Nhưng mà cereal của Mỹ á, thì nó lại là đường. Như bánh. Chứ nó phải ngũ cốc đâu. Tên nó là ngũ cốc nhưng mà nó không có cốc tí nào hết. Ngũ cốc là phải năm loại đậu đúng không? Nhưng mà ở đây nó đâu có đâu. Mà Đây cereal đúng này đồ ăn là cả một sự lừa lõm vặt đảo. hơn. Cereals. Cereal với lại bacon and egg á, là cả một sự thao túng về marketing của Mỹ á, thành công đó em. Cereal với bacon and egg á, bacon and egg trước nha. Không, cereal trước sau đó mới tới bacon and egg hay sao á, chị không biết. Bacon and egg. Bacon and egg. À, có nghĩa là thịt xông khói và trứng á. À, là lúc đó là người ta thao túng truyền thông gớm. So they say that if you want to be healthy, you have to eat bacon and egg to be healthy, to be strong. À, so everybody believe that. And so it became a tradition in the US that in the morning you have to eat bacon and eggs to be healthy. But it's not healthy at all. Look at this. It's never healthy. And then after that Bây trend, bây giờ anh thấy mọi người vẫn ăn nhiều. Until now it has become a tradition of the US. So it can change. And later on, the advertising companies, they change to the cereal, to cereal, and they said, Cereal. forget about bacon next. You have cereals with you, quick and more nutritious. Things like that. Nutritious. Nutritious. Yeah, it's just a lie. It's just a lie. Chỉ là một cái lời nói dối thôi mà. Nutritious nó nằm trong, nó là tính từ của nutrition đó. Nên mấy cái hãng sữa hay nó có nutty kiểu. I don't know what Nutritious. is it, what if it is this way, but I guess so. Nutrition. Nutrition. Sao người ta không đặt là nutri food hay là Chắc không phải nó đâu em. Chắc không phải nó đâu rồi. Mình đoán nutri thế thôi. Rồi. chắc đúng mà sinh Ừ thì chắc không phải đâu. Rồi. Okay. So, hello, business woman. Do you entertain at home? How do you entertain yourself dưỡng. at home, business woman? You know, khi mà em ra ngoài tòa đó, em ra ngoài trước quốc hội em điều trần á, em phải nói là hello congresswoman. Congresswoman, đúng rồi đó. Thưa bà nghị sĩ. Hello, Congresswoman. À, Congress là quốc hội này. Congresswoman, thưa bà nghị sĩ. Đấy, xong qua ông thì phải hello congressman. Đấy, nói chuyện đàng hoàng. Nên bây giờ chị sẽ gọi em là hello businesswoman. How Ôi, ngại quá, entertain ngại yourself? Oh my goodness. quá. Sometimes I just wish that I don't have to work, but I still have money. You've been working so much, so I'm sick of working. I'm just sick of working lately, just lately, because I have to wake up so early in the morning and I sleep too little. And then I have a, cái chữ đó nó dài quá chị không nhớ nổi nữa, cái chữ mà rối loạn tiền đình đó, cái gì disorder đó, vascular, à dạ, đọc lụi chúng rồi. Rồi ok, đây đây, ủa ủa không phải vậy quá. Rối loạn tiền đình, chị quên rồi, chị quên rồi, chị sẽ tìm sao. Ok, so how do you entertain yourself at home? Đây người ta giải trí lành mạnh ấy nhỉ. What do Tỏ you có mean vẽ healthy? hoa, vẽ. Okay, so how about you? Do you do something unhealthy? I
Search cái câu mà chị bảo chị dạy em là cái gì nhỉ? Lướt điện thoại, lướt điện thoại Surf trong vô thức luôn. the net, huh? Scroll, 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 scroll. Scroll gì á? Scroll my phone đi, scroll TikTok cũng được. Lăng 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 có nghĩa là mình cứ lướt lướt lướt. Right. Yeah. And Sleep. sleep scrolling ha. Mình cuộn trong vô thức luôn á. Mindlessly scrolling. Đấy. Cuộn 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 cuộn. Mindlessly, mind là não đồ trí não á, ha, trí tâm thức á. So scrolling, scrolling, and you just keep scrolling, right? No touch luôn này, quá dữ luôn. Bây giờ không cần chạm chạm vô nữa. Em chỉ cần để vậy thôi, nó cũng scroll luôn. Khiếp thiệt chứ. lười đến mức đấy nữa ư. Wow. It's just scrolling and scrolling, and then you waste so much time on phone, and you don't even realize what you just have done, right? You haven't done anything, but you just spend like 1 or 2 hours on phone without getting anything done. Just like me. When I have time, I try to avoid face YouTube shorts and TikTok. I don't play TikTok, so I try to avoid short videos as well as on Facebook. So I read and mangas. I read comics. cái gì? Bạn dành mấy tiếng để đọc truyện tranh là gì? How? What time? How? How much? How many? How much? À đâu? How much là hỏi giá. Yeah. How many cái gì? How many Tiếng? time? Tiếng? Đúng rồi. Hours. Do you spend to read manga? Reading. Spend cả and Do you spend reading reading mangas. the Usually only I only touch my phone around 1 or 2 hours a day. Besides reading newspapers, and then I read mangas. Yes, I've been hectic lately, so I don't even have time to read mangas. I've been very hectic lately. I've been very hectic, L. Lately, chẳng phải hell. I've been very hectic lately. Hectic. Yeah, very hectic. And you? Do you have time to waste? Do you even have time to waste? Huh? I don't even have time to waste. Do you? About one 2 hours, Yeah, 1 to 2 day hours. a day. Yeah, that's quite enough, right? Good, right? And here's you have some way of entertainment, or you say some types of entertainment. Okay, so you hello business woman, how do you entertain at the weekend? I still go to work. At the weekend, Yes. on Sunday. Yes. Ah, oh, gosh. And when do you take a day off? In a week? On a weekday? On day off, I will go to my country. Go back my hometown. Go back my hometown. Country là đất nước luôn rồi.
I go back À my hometown. ừ. Nói cứ như Như cái là Việt kiều. American Việt kiều. Vietnamese ấy. Như là người mẹ người Việt người Mỹ gốc Việt á, I go back my I go back my hometown. Dần mình bị ảo Hậu riết rồi cái bắt đầu là tưởng. dạ nước Mỹ của mình á. quên không phải nước Mỹ của mình. You see, back to my hometown. Spotify đàng hoàng á nha, để lên nghe coi nghe ké được không ta? Có tốn tiền không ta? Này chắc nghe free quá. Rồi. Không ké nha bạn. Rồi. Ok, so here you have chicken liver. Là em đoán nó là cái gì không? Thịt sống, Oh, cái gì thịt thịt gà nhưng mà gà phần mà thịt gan gà liver liver là gan gan gà thịt ngủ gà. rồi white coho salmon gì đó cá hồi hoang dã gì đó không biết regular ground beef cái gì mà ground là xay ra thì cái này là thịt bò xay bình Bò, thường thịt bò xay, chicken wing chicken wing, with cánh gà và da gà, skin cánh có da lem lem họ nói làm gì gì nữa có, làm gì có cánh không la ta. thì người ta lột da để khỏi mập Cánh á lột lột da thôi thì cái cánh còn cái cánh đã chả có cái gì để nhìn rồi xương lem chop à. Thịt xương cừu, xương cừu chóp, sườn chị đoán là vậy lem lem chop cừu, lamb chop, sườn cừu sườn cừu. lamb chops Không đọc bờ luôn được, người ta không đọc bờ luôn. Lem, lem này mất bờ lamb lem lem, rồi bacon mới nói xong thịt sông khói, right hot dog khỏi nói luôn and pork xúc xích, belly belly dance là gì bụng, vậy pork bụng con heo, heo, lợn. rồi ribeye steak là gì không biết farmed salmon là gì cá hồi mà Chắc là được cá hồi. vô nông trại chắc là cá hồi chăn nuôi đấy farmed salmon Farm đúng rồi farmed em phải mở đờ ha farmed salmon Farm. farm Farm. salmon Farm. farmed Farm. farmed Farm. Farm. đấy Sun. yeah Farm. Sun. wild caught được bắt ở trong hoang dã và farmed salmon ha đấy. Nên là nó được Wild caught. cái thớ nó bự hơn ý người ta nói là vậy đó ha cái thớ nó bự hơn còn hoang dã thì nó thớ nó nhỏ hơn với thịt nó đỏ hơn chắc là vậy vậy là đó giờ mình thấy hầu hết là đồ nuôi không à Đúng rồi, giờ học xong mình mới biết là giờ mình cần ăn đồ nuôi. Chứ làm sao có đồ hoang Ừ, dã ha đồ hoang dã mấy gấu nó ăn hết rồi đồ hoang dã chắc không tới lượt mình đâu rồi and chicken breast with skin này chị em rành quá rồi nè chicken breast ở phần nào đó nó không có fat luôn no nó không có lườn fat gà. nó có một cái chỗ mà nó không fat chuyên gia dành Lườn, để ăn chiên ấy gọi là lườn ức ức gà, gà bởi vì breast là ngực so chicken breast là ngực gà nghĩa là ức gà có da nha fillet rib mà lại with skin thì thôi rồi. thì chừng nào ăn rồi lột Pork pork chops pork fillet mignon là gì trời fillet là filet rồi đó nhưng mà mignon là gì thì không biết Filet Dồi ôi. Đọc như tiếng Pháp sao vậy. nó không là không sao nó từ tiếng fillet beef không Filet mignon. Chắc là tiếng Pháp rồi. mignon Filet. filet Mignon. mignon
Filet À. Filet Mignon. Khó ha. Filet. có đâu không? Mignon. Filet, filet Tưởng mình đang đọc tiếng Hàn Quốc á. Rồi, chicken drumstick without skin. Drumstick là cái gì đây, nhìn đi. Drum là trống, đùi stick gà. là cái cây trống. Chị không hiểu tại sao luôn. Without skin. Eggwise. À, eggwise có nghĩa Lòng là lòng trắng ha. lòng Egg lòng yolk. trắng À, ngược với egg yolk. Egg yolk. À, egg yolk. yolk Đấy. yolk À. rock Yolk. rock egg rock egg white Eggwise và egg yolk. Yolk. yolk Yolk. yolk Okay. yolk egg Whitefish. yolk. Cá trắng nè. And chicken shrimp. Rồi thế thôi. Thế là mình đã đi hết một vòng thế giới về mấy cái đồ Tôm ăn rồi đó. Con shrimp. Con shrimp. shrimp 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 Ok. So here we go. We have thỏ là gì em? thỏ Ghê I quá. beat Rabbit. rabbit Gosh. Vịt. duck Đực. Thà người ta chặt ra miếng à, để nguyên con nhìn ghê sợ quá. Gà tây. cà tây là gì Con gà cái thịt bự. Gà thịt bự. vui phô No, that is turkey. Turkey. Thế thôi, thịt dê. Turkey tức là Thổ Nó Nhĩ luôn Kỳ á. giống nhau à? Eat Eat turkey turkey in Turkey. Là dối. Eat turkey. là hài hước. Hay quá We eat ha. turkey. Why do we eat turkey? Why should not eat turkey on Thanksgiving? Ha. Tại sao chúng ta lại ăn thịt gà tây? Tội nghiệp mấy gà tây cái ngày mà Lễ tạ Thanksgiving ơn á, đúng lại vật nó ra ăn chu Thanksgiving. cha. Lỡ mà mình thương con nó rồi thì mình sẽ không ăn nó được. Thì thôi. Con nào giảm được con nào hay con đó. Up là nó run rẩy nè. Không, hình như nó bị nhồi hay sao, chả hiểu. What do two turkeys eat? Okay. So mấy cái này dễ rồi đúng không? Ha, mình coi qua rồi đúng không? Ha, so now we have to divide. Giờ mình thử mình chia ra xem. Mình chia. Chỉ có một cái này là nó hơi đặc biệt, đó chính là cái này nè. Cái này là cái gì đây? Cà tím á, nhưng mà nó đã gọi là aubergine. Aubergine. Thay vì nó gọi là eggplant. Có eggplant nữa nha. Nhưng mà chị chưa xác định được cái sự khác nhau của hai cái con này. Đấy, hai cái trái này. Rồi, ok. So bây giờ á, salmon. Salmon là Cá it's hồi, salmon, yeah, it's a kind of fish, veg. So fish, huh? It's a kind of fish. Em sẽ nói luôn, it's a kind of it's kind fish. Okay, it's a kind of fish. of fish, It's a kind of it's fish. kind of fish, Yes. It's. it's kind of It's. Chữ này nó đọc là is. It's a kind of fish. It's a kind of fish. it's kind of fish. Yes. It's a kind of fish. Rồi, next. Tuna. Beef Cod. Cod. Cod là gì vậy bạn? cut cá tuyết Cod. cut Cod. Yeah. So, cut beef. cut Beef. Beef. beef is kind of meat It's a kind of. it's kind of meat Meat. it's kind of meat Okay, how about crepes? Crepe bao giờ nha, crepes. Crepes. reps Crepes. it's kind of fruit Fruit.
Fruit. Fruit. Yeah. Fruit. Okay. Okay. And how about cauliflower? Cauliflower. It's kind of vegetable. Vegetables. Vegetable. Vegetables. Nó có chữ chờ chính giữa Vegetable. nè. Veg. Vegetable. 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 Right. That's good. Chữ đó là cái chữ mà mình đi học chùm sai á. Vegetable không Đúng á. không? Tại là vegetable. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa kể cô giáo đâu là vegetable. Table. Vegetable. Trời ơi, hèn ra đường mình không dám nói chuyện luôn á, tại nói chuyện kiểu nào cũng sai, thôi khỏi nói luôn. Cauliflower. Từ nhà hàng Restaurant, đó. À thôi nha, restaurant, restaurant. restaurant là còn đỡ đó Cô nha, restaurant không là đấy, chị đã em restaurant. Cô đọc là restaurant. restaurant. Nhiều lắm, nhiều chữ huyền thoại lắm. Color flower. And okay, so what do you eat? What do you usually eat? What do you eat on I a, like fruit. on a daily basis? Có nghĩa là every day á, hàng ngày. On a daily basis. Nhưng mà cũng phải biết ha, để lỡ người ta nói là on a daily basis là gì ai biết. Every day, day by day, daily. Okay, so what do you eat on a daily basis? Fruits, but what I kind of usually fruit? ôi trời ơi, What kind of toàn fruit? quả toàn toàn quả xịn này, strawberry Trời này, cherry. Bao ơi, giờ money doesn't toàn matter. quả đợi đâu, đợi đấy mà not sometimes sometimes Thôi đi mà, sometimes though. I usually eat orange Oranges, oranges. oranges Right, you know? and pie apple Pineapple. Pineapple. What else? banana. Bananas. Wow. You sound like the poor, like me. You sound just like me. Since I'm poor, so I eat bananas a lot. Okay. So I guess you eat strawberries and blueberries. Đấy, cherries. Nói chung cái gì có rì là em ăn nhiều. Đấy. And No. how about vegetables? What are your favorite? Quên ngô là gì nhỉ, tự nhiên bị mất trí nhớ rồi. Corn, corn, À đấy, corn, siêu dễ, con con corn. You eat corn? Oh, con you eat corn for instead of rice? Thay cho cơm luôn hả? có tinh thần. Đúng không? And sweet potato. Sweet potatoes for the rice. Okay. Yeah. I don't eat much, but I get fat very slowly but steadily. Như thế này nào. I get fat slowly but steadily. I get fat slowly but steadily. Để từ từ nhưng rất đều. Phong độ ổn định. Should be crying, not laughing. See, I Chị cứ nghĩ chị béo chứ, không, nó chị tự béo, nghĩ ra không, nó béo thì có cho bé nghĩ thôi. ấy. Con số như thế, they say numbers don't They say numbers Mình don't lie. Yeah, the number on my cái thước cuộn đó là cái gì ta? Đây, cái thước cuộn này. A number here don't lie, you see? They don't lie. Only people lie.
Chỉ có mình mới nói láo thôi chứ tụi nó không nói láo Cân nặng không nói lên điều gì, chúng ta đang tăng cơ giảm không cân nặng nó lên mỡ tất cả. đấy. So you, do L you U eat you? L Yeah. nhé, You. Luôn á, L nó là you. You. L L Yeah. Do you Rarely, rare, rarely. eat Hiếm you? khi, rare. Really, yeah. Really. In this food, what do you eat the most? What do you eat nearly every day? I usually eat fish. And I like fish yeah. and fruit. Fruit, yeah. For me, I eat mushroom every day. So I mostly eat vegetables, and I sometimes eat meat or fish. So it's been a month. It's been a few months since I only eat vegetables. Do you like fish? I don't feel I don't feel especially interested in meat. Yeah, I am especially interested in vegetables and fruit. So I Em usually biết rồi, tại vì nhà chị gần biển nên chị không thích cá đâu. no. It's I was born like that. Since I was young, I love vegetables. I prefer vegetables and fruit over meat. Yeah, until now, I mostly eat vegetables. So I usually go vegan. I usually go vegan. But if I have to eat meat, I will. Yeah, nothing mandatory about my diet. Yeah, just a habit, just a hobby. It's not mandatory. Mandatory. Yeah, not mandatory. 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 Nó có ở bên Hàn Quốc nó có gọi là mandatory military service. Mandatory military service. Mandatory military service. Military service ha? Có nghĩa là cái nghĩa vụ quân sự bắt buộc á in Korea. So chữ này mình sẽ dễ học hơn nếu mình ráp với các oppa đúng không? Đúng For rồi. example. Em cũng đang nghĩ đến các oppa Đây. cũng phải đi nghĩa vụ quân sự. Đây. You see, BTS to serve military ha. Mandatory military service. And to reunite in 2025, I guess. Right. 2025. It means 1.5 years later. Oppa, they are only oppas in dreams. You know that. Okay, next. Here we go. So mình sẽ có cái bảng này gọi là starters, hoặc là ở Mỹ á, thì người ta sẽ không gọi là starter mà người ta gọi là appetizer. Appetizer là cái appetizer là cái món khai vị, tại vì cái appetite của em á có nghĩa là cái sự thèm ăn, nên ở người ta hay nói một cái câu là bon appetite. Bon appetit. Alo. Bon appetit. Bon appetit là chúc ngon miệng, là cái kiểu của người Pháp á, người ta hay vậy nè. Bon appetit. Đấy. Cái từ bon, I Pháp don't có know. hay có từ bon. Bon với L, kiểu L house, L chair. Em có thấy biết không? Chữ le. Và bên Pháp nó hay lắm nha. Thí dụ như cái bàn là giống cái nhà là giống cái bàn là giống đực. Và nó sẽ có hai cái cách chia động từ, vui lắm. Tiếng Mà Anh có mình không không học. là đã đủ nhức đầu rồi. À, tiếng Pháp nó cũng vậy luôn, nó còn phức tạp hơn nữa. And
để appetizer, thí dụ như em nói là mất cả hứng ăn ha, mất cả ngon miệng, em sẽ nói là lose appetite, lose appetite ha. Đấy, I lose I appetite. lose appetite. nghĩa là ăn mất ngon ha. Đấy, đây nè, you see, đây lose appetite ha, lost là danh từ của nó nha, lost of appetite là mất cảm giác thèm ăn. Causes lý do, symptoms symptoms có nghĩa là cái dấu hiệu, và treatments sự điều trị. Ha. Okay. Rồi. That's it. Thôi vậy là được rồi. And next, cái main course dessert là gì em? Món chính và tráng miệng. Oh, that's right. Rồi, next. Main course. So, main course giống như là khóa học chính ha. Nếu vô trường thì nó sẽ nghĩ là khóa học chính nha. Nhưng mà ở trong thực đơn thì nó gọi là món chính. Rồi, and side dish. Side dishes là giống ở Hàn Quốc, người ta ăn một món á, thì người ta sẽ có rất là nhiều side dish. Side dishes. Món ăn kèm. Ừ, món ăn kèm, món phụ á. Ha. Rồi, and next we have ice cream này nọ, các kiểu ha. Grilled là nướng nè. Grilled là thường là nướng vỉ thì gọi là grilled. Rồi, right. Here we go. Ngoài ra mình còn có chocolate mouse, mousse, mousse, chocolate mousse, bánh mousse. Nói chung là đọc thôi chứ không biết. Rồi, right. Okay. So here we go. So can you please put them in the columns? Huh? First, we have apple pie. Is it a starter, main course, or dessert? Apple pie. Apple pie là gì? Nhớ không? Apple pie. Rồi, còn mình em. Hello. Nó sao nó bị ạ? Nó bị ao ra ta? Làm sao em biết? Nó kêu đi ngủ á. Trời, là mình ngồi mình nói chuyện mình hơ 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 khí thế luôn. Mà hồi không thấy ai hơi với mình hết. Ô, tự nhiên nó tắt cái tắt bụp một cái. Ok, so bây giờ em bỏ mấy cái này vô ha. Thứ nhất mình có apple pie. Là mình sẽ bỏ nó vô cái cột nào? Chắc là tráng miệng. Dessert. À, dessert. Dessert giống với dessert. 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 Okay. Sa mạc đọc là desert nha. Yes. À, desert. Dessert. Bỏ mất một chữ sờ. À. Mình nghĩ sa mạc thì nó không có ngon như là tráng miệng, nên nó sẽ bớt một chữ sờ. Đấy, nên sa mạc là desert. Desert. Dessert in desert. Desert. Dessert in desert. Desert. Cũng phải rời nha. In desert. Desert in desert and in desert. Desert in desert. Desert in desert. Hay quá. Desert in desert. Hay chưa? Hay không? À. In Turkey, in Turkey, in Turkey, in Turkey. Rồi còn một câu nữa, còn một câu nữa, còn một câu cũng hay nữa, chờ chút nha. Còn câu cũng vui lắm. Một chữ mà có hai nghĩa luôn. À. I think I'm gonna click the next class to go to sleep, since I don't feel good. I don't feel good. Yeah. Rồi. Dessert in desert nha. Rồi. Rồi còn câu nữa là I'm a patient patient. I'm a patient patient. Đúng không? Nó có hai nghĩa luôn. I'm a patient. Patient.
patient. Yeah, you say, Patient. no, no, I'm a patient patient nha. Sorry about leaving you waiting. À, xin lỗi vì đã bắt bạn chờ. Sorry about leaving you, để cho bạn chờ, giống như tiếng Việt là để bạn chờ. Leaving you waiting. À, xin lỗi vì đã bạn chờ. Xong cái bà này no, no problem, I'm patient. Dạ không có vấn đề gì đâu chị, I'm patient. Em mà, em kiên nhẫn mà. Nhưng cũng có nghĩa là em bệnh nhân mà. Chữ chữ thôi mà làm gì căng vậy. Rồi, rồi. Patient. Patient, patient. Sao nặng á? Patient, patient. I'm a patient, patient. 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 Yeah. No problem, I'm patient. Bệnh nhân kiên nhẫn. Rồi. And next, steak. Where do you, where, what's that? Main course. Main course. Course. Main course. R thì mình cong lưỡi lên, nhưng mà S thì mình sẽ để ngay răng ha. Main course. Main course. Main course. Main course. Em đang rút lưỡi lại là nó thành sờ nặng đó. Em phải tì lưỡi vô răng dưới. Main course. Sao chị biết? Có nghe là biết liền. Em đang rút cái lưỡi ra nó mới ra thành. Đấy. Main course. Đấy, em đang rút lưỡi nữa rồi. Em phải tì lưỡi vô cái hàm răng dưới á. Main course. Lên cork là r cong lưỡi lên xong rồi sờ cái main course. Main course. Main course. Main course. Đấy. Nghe nó khác liền. Main course. Main course. 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 How about steak? Steak. Steak in main course. Okay, so can you tell me the main course dishes? So I don't have to ask. Which ones are the main in the main course column? Pate. Pate rồi đúng không? Nhìn nữa không? Ừ, pate cũng là main course luôn hả? Đúng không ta? Em nghĩ thế. I guess it goes with bread, right? Ăn với bánh mì đi. It goes with bread. So I guess it's the main course. Rồi, what else? Grilled fish. Yeah, grilled. Ha, lưỡi mình lên là grilled fish. Xong đờ xuống cái grilled fish. Grilled fish. Yeah, grilled fish. Rất là nhanh. Grilled fish. Grilled fish. Grilled fish. Grilled fish. Chữ G khó đọc lắm chứ không phải giỡn đâu. Grilled. 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 Grilled fish. Fish. Grilled fish. Mất không nghe đi, em không nghe người ta đọc. Mất chữ đờ luôn. Grilled fish. Grilled fish. Mấy bạn tự hiểu ha. Tại vì con cá nó không tự nướng nó được, nó mới phải bị nướng. Nên nó sẽ là grilled fish. Grilled fish. Grilled fish. Okay. And next, what else? Moussaka là gì ta? Moussaka là cái bánh. Cái là cái bánh chấm vậy. Such. Moussaka. 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 Trời ơi là trời. Đây. Nhìn lên trời. What's this? Wow. Main. Đây là bánh main thịt em course. À. Main course. Main course. Course. Main course. Course. À. Course. À, đây là bánh nướng. À. À, Greek. From Greece. Đến từ Hy Lạp. Greece. Right. What else? Roast duck. Yeah, roast duck roast. Là gì á? Vịt, chắc vịt quay. À, vịt nướng đó, nhưng mà roast như thế này là nướng mà nướng quay đều những vòng xe. Và roast duck. Rồi. Roast duck. Tiếp, what else?
Beef À, beef stew stew. là cái gì á? Chắc là thịt bò hầm. À, stuffed mushroom thì quăng vô đâu? Chắc là khai vị à? À, Đúng rồi. yes. Đó là appetizer. Appetizer. Shrimp stuffed mushrooms. Nấm, nhồi, tôm. Ok, how about appetizer? Appetizer thì sao? À, cái gì ạ? Còn món khai vị thì sao? What dish are appetizer? Appetizer có bao gồm là con Include, include. include salad Salad, salad salad, salad. salad What else? and spring rolls Spring rolls. rolls. Spring rolls. What else? Cocktail có là hai vị không ta? Cocktail. Yeah, I guess it's not a dessert. So it should be appetizer. It can't be dessert, right? You don't drink a shrimp cocktail as a dessert. Right? Đúng Cocktail là nước uống thì em tưởng là nó phải uống từ lúc đầu chứ nhỉ? không? Thì cocktail shrimp cocktail là trong cái cocktail đó nó có con tôm. À, thú vị không? Nên nè. Đấy thì nó phải là appetizer. Đúng không? Ừ, thì nó không phải là dessert thì nó là appetizer. Đúng không? Mình ăn không theo một thứ tự gì Mệt, mình có ăn ba món này đâu. hết. Mình cùng lắm là ăn beef stew thôi, bò hầm thôi, thế thôi. Là bún bò mình kêu là beef stew á. Ở Việt Nam mình là Vietnamese beef stew. Stew. Là cái gì đó, bánh mì với Sao mình bò, bò gì đó, à, bò kho. Ở mình mình ăn phải ăn hoa quả trước bữa ăn, thế sao mình cho hoa quả vào trong appetizer appetizer hả? Mình thường thì đúng là cái vị trí là đúng là nó làm appetizer đúng không? Nó không nên làm dessert nhưng mà có ai ăn gì đâu. được không? Không? Ở mình có ai Đúng ăn, cái không? em sao em có ăn hoa quả làm appetizer No. không? Ừ. Biết là chuyện làm là chuyện Ừ, khác. Có ai ăn được kiểu đó đâu, tự nhiên cái ăn đường ngọt sao ăn đường mặn. I can't do that. Even though it's good, right? It's good for the body. But no, no, hell no. Okay. And how about the dessert? apple pie, ice cream, fruit. Chocolate mousse. Chocolate. Chocolate mousse. Moussaka. À xin nhầm, moussaka là cái là cái thịt đấy mình nhầm nhầm. Nó gọi là beef Cheesecake. cake, chắc nó là beef cake, bánh 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 thịt á, hay là meat cake á. Cheesecake. Tiramisu. Cái từ gì trước từ cocktail chị? Bro. Bro. Brown, brown là cái con này nè. Con prawn á, Prawn. là con tôm ấy. Con tôm có ăn làm dessert Trời đâu. ơi. Sao lại còn tôm prawn và tôm À. stream Ừ, nữa nhỉ? tôm prawn nó là tôm màu trắng trắng mà sống ở fresh water, nó sống ở nước ngọt. Còn con shrimp là con salt water, là con nước biển, nước mặn. Mostly found in salt water. Thường là Em hầu tưởng tôm màu, em tưởng tôm màu đỏ là tôm chín. Stream. xíu nữa thì ướt màn hình. Đúng May quá mình cũng công lực cao. Là con curved body ha, con cái tướng nó bị cong, còn con là straight body, con này là thẳng nha, nó thẳng nha, nó không có cong nha.
Nó thẳng, giới tính nó thẳng. Ok. And then So, we have what else? Thôi vậy là cũng đủ rồi ha. And okay. So here you have you ask for the receipt. You ask for the receipt or the menu at the start of a meal. At the start of a meal, what do you ask for? Mình đòi mình xin cái gì? Mình xin cái receipt hay là cái menu at the start of the meal. The meal, menu the menu, right? The menu, the menu menu. menu Yes, right. Ask for có nghĩa là hỏi xin nha. Ask không á là hỏi. Còn you cái ask you ask for the menu at the start of a meal the start of meal. Meal. meal Yes. meal Start of meal. start of a meal. You ask for the menu at the start of meal. The meal. The meal. 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 Meal nè. Meal. Ok, sao các bạn làm khó mình vậy? Rồi. You ask for the menu at the start of the meal. Mule. Meal. I'm Meal. not really a Mule's fan. I'm not anyone's fan. Yeah. So it's hard to say. I'm crazy about Mule on things like that. How about you? Are you a fan of anyone? A Yeah. little một A little fan of, are you a fangirl of anyone? Who's your favorite idol? Tôi không có một thần tượng cụ thể nào Yeah, I don't have a particular idol. I don't have a particular idol. Idol. particular. Idol. I don't have a particular idol. Particular. I don't have a particular idol. Yes, particular. Giống như tôi không có một lý do cụ thể nào hết thì mình nói sao em? I don't have a particular reason. Reason, 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 Reason. hoặc là specific reason. Specific. Nên là any particular reason you took your pencil? Có lý do cụ thể nào mà cậu buồn không? There's no particular reason to search for meaning. Không có cái lý do cụ thể nào để mình đi tìm kiếm cái ý nghĩa hết ha. The meaning of life, ý nghĩa cuộc đời, thế dù vậy. Sao Okay. cuộc đời lại hoang mang thế? Life hả? You ask Chứ không phải for ash. Ash rút lưỡi lại là thành là tro bụi rồi. Ask, 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 ask. you ask for the meal at the end of a meal in London. Really? A bill in London, huh? Don't know. Bạn hỏi hóa đơn khi kết thúc bữa ăn ở London. Thì check với bill cũng là một á. Check á, thì thường á là người ta sẽ nói nó là ngân phiếu. Nhưng mà đi nhà hàng thì nó lại thành hóa đơn. Còn bill thường là hóa đơn điện nước. Còn receipt là hóa đơn nhà hàng hoặc là hóa đơn tiệm quần áo đó thì gọi là receipt hoặc là invoice thì thành là hóa đơn của doanh nghiệp ha. Đây, invoice nha. Đấy, Invoice. invoice như thế này nè. Đấy. Invoice là em biết tại vì hay gặp Đấy. Ừ. Đấy, hay làm việc lắm. Đấy. lắm. Hóa đơn nè, chị cũng mới được gặp nó vài bữa nay cũng hú hồn như nó đây. So, I don't know what they're calling. Check, please. Nha. Check. Đi vô nhà hàng á, thanh toán em sẽ kêu là check, please.
Hey, checklist, em cứ vậy nè, checklist, đó, người ta hiểu. ha. À, dạ, thanh toán giùm em. Đấy. Còn thí dụ như là em đi, em nói là it's on me, tôi trả. It's on me, it's my treat. Let's go Dutch. It's Let me treat you to dinner. Đấy. Rồi, nha. Treat là đối xử, là điều trị, là chữa bệnh, nhưng mà nó còn là đãi ăn nữa. Đi hả? À, ha. Ha. Đây, it's my treat, để tôi đãi bạn ăn này. Tất cả các khúc này là tôi đãi bạn. It's on me, it's my treat. Let me treat you to dinner. yes. Nha. Người ta có hiểu nhầm thì tôi sẽ điều trị bạn không? Nếu như ở chỗ bệnh viện á thì chắc anh ta sẽ hiểu kiểu đó. Còn go Dutch đi Hà Lan ha. Go Dutch đi Hà Lan, nhưng có nghĩa là mình split á, mình separate the bill á, mình split. Hồi bữa em học cái từ split rồi đúng không? Taylor Swift split á, chia tay á. Đấy. Let's go Dutch. 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 À. Dutch. Dutch. Dutch lady là cô gái nước nào á? Hà Lan, Ừ. Dutch lady. Ừ, chắc dân Hà Lan đụng cái là nó chia á, nên chết tên luôn. Là go Dutch. Là mình đi Hà Lan đi qua đó là nó cứ chi tiền thôi chứ nó không bao. Ừ. Chắc là vậy á. Campuchia. Campuchia, mình gọi Campuchia. Rồi. Oh, And you nhưng mà London và New York nó sẽ khác nhau về check the bill. Chị không biết nữa, để chị coi check your bill, US check UK hả ta? Chị coi thử. Mr. check. Đây nè. Just a check please. À, got it. Rồi, ở Mỹ là check. Can I have a Mỹ là check please? check À, yeah. bill. Chị áp dụng cho nhà hàng thôi hay sao á? Còn bình thường thì bill vẫn là hóa đơn mà. Hóa đơn điện nước á, có nghĩa là em pay the bills ha. Em trả hóa đơn. Rồi. So, pay the bills. Pay the bills. Tôi làm gì để nhớ bill là hóa đơn điện nước. To pay Check đi nhà hàng. nè. Đấy. Bills to pay nè. Thấy không? Là hóa đơn để mà trả nè. Bill này. Đấy. Một đống. Rồi, next. Okay. Do foreigners eat your national food in the same way as you do? I think. Người nước ngoài thì sẽ Thì nó là có ăn, hay không? có ăn thức ăn truyền Xin truyền xin. thống của bạn See, I như cách bạn làm không? yeah, như cách bạn làm và như cách bạn ăn á. See, see, I think I need to get off the class now. Seeing I feel a bit uncomfortable. I'm getting old, you see. I think we stop here. Yeah, sorry for that. I don't feel good right now. Sau về nhà đọc cái này giùm chị đi ha. Rồi thu âm lại giùm chị. Để bữa sau Thôi mình cái sẽ. bài đấy, bài đấy toàn từ khó, như kiểu từ chuyên ngành ấy. Nhiều từ khó nhớ dã man. À, thôi ráng lên em. Để chị làm cái list câu Ok, hỏi cho em trả lời cho em đỡ quên. Ráng lên. Yeah. Thank you. Bye bye. Oh bye yeah. bye. Bye em.